chương 91, cự nhãn bạo quân. Trước mắt cái này kinh khủng màu tím sinh vật cũng là một con mắt ma. Chỉ bất quá lúc đó cái kia người quan sát nhãn ma hoàn toàn không cách nào cùng cái này nhãn ma đánh đồng. Cái này nhãn ma ánh sáng chủ nhãn bóng đường kính liền vượt qua 10 mét, còn lại bốn cái phó ánh mắt cũng rất là khủng bố, phía sau còn tung bay rất nhiều màu đỏ xúc tu, nhìn qua thật giống như ánh mắt cơ bắp một dạng. Trong miệng của nó tràn đầy răng nanh răng nhọn, trong miệng còn nhai nuốt lấy mấy cái rác nhĩ tinh linh thi thể. cụ cụ Y Lệ Ti vừa mới ở địa cuộc đổ sụp trong nháy mắt rốt cục chạy trốn đi lên. Nàng kém chút liền chết ở dưới nền đất. Đây là cái gì? Vừa mới ngẩng đầu đã nhìn thấy loại sinh vật khủng bố này Y Lệ Ti nội tâm có chút sợ hãi. Nhãn ma, không, đây cũng là. Cự nhãn bạo quân. Khổng lồ nhãn ma gào thét. Nó năm con mắt tham lam nhìn chằm chằm Tác Long. Tác Long sẽ nghĩ đến cự nhãn bạo quân tư liệu. Mặc dù nhãn ma rất bài ngoại, đồng thời xem thường mặt khác nhãn ma nhưng là mỗi cái tộc đàn đều là có đặc thù cá thể, nhãn ma cũng không ngoại lệ. Một chút tương đối cường đại nhãn ma sẽ khắc chế chính mình bài ngoại khuynh hướng, đồng thời đem nó chuyển hóa trở thành một loại độc tài thống trị tư tưởng. Bọn chúng sẽ kết thúc chính mình sống một mình sinh hoạt, cùng sử dụng cự nhãn bạo quân danh nghĩa đến nô dịch mặt khác sinh vật thành lập đế quốc của mình. Cự nhãn bạo quân sẽ đem lãnh địa của mình thiết trí tại thành phố lớn dưới nền đất, cũng thu phục một chút đại diện sinh vật vì chính mình phục vụ bọn chúng phân ly xạ tuyến có thể tùy tiện tại thành phố lớn dưới đáy tạo dựng rắc rối phức tạp mê cung. Đây chính là nhãn ma dị hình sào huyệt. Phổ thông nhãn ma khả năng liền sẽ hai ba chủng xạ tuyến, tựa như lần trước Tác Long gặp phải người quan sát nhãn ma, nó chỉ có thể dùng ba loại sóng mắt xạ tuyến. Nhưng là cự nhãn bạo quân có thể dùng 10 loại. Mị hoặc xạ tuyến, tê liệt xạ tuyến, sợ hãi xạ tuyến, chậm chạp xạ tuyến, suy yếu xạ tuyến, niệm lực xạ tuyến, thôi miên xạ tuyến, hóa đá xạ tuyến, còn có phân ly xạ tuyến cùng uy lực lớn nhất trí tử xạ tuyến vừa mới xuyên phá lòng đất hẳn là phân ly xạ tuyến điều này nói rõ thực lực của nó đã vượt xa khỏi phổ thông nhãn ma có thể xưng là truyền kỳ nhãn ma tác long phát hiện gia hỏa này cùng hắn kiếp trước thời điểm trong trò chơi nhân vật kia hư không chi nhãn có chút cùng loại cũng chính là các người chơi nói tới mắt to bất quá người ta hư không chi nhãn mặc kệ là vị cách hay là thực lực đều vung cái này nhãn ma không biết bao nhiêu cái thế giới mắt to thậm chí bằng vào chính mình cái kia khổng lồ tri thức có thể nhiễu loạn thế giới bản thân cơ sở cấu tạo đạt tới hủy diệt thế giới mục đích dù sao người ta thế nhưng là trong hư không học giả tới, tri thức chính là lực lượng. Mà Tác Long chú ý tới một vấn đề, cự nhãn này bảo quân trạng thái tự hồ không đối. Nhãn ma trí tuệ thế nhưng là phi thường cao, chớ nói chi là cự nhãn bảo quân loại này tồn tại đỉnh cấp. Lúc này cự nhãn này bảo quân trên người một chút huyết nhục không ngừng đang thoát rơi, tự như một nát một dạng, để lộ ra một cổ khí tức suy bại. Nhưng là ly kỳ chính là gia hỏa này giống như cũng không phát giác được một dạng, cũng hoặc là là không quan tâm xem ra ngươi mới là tra nhĩ tư thành chân chính kẻ thống trị những cái kia trắc nhĩ tinh linh đều là ngươi tuyển ra tới người đại diện đi dù sao cự nhãn bạo quân thế nhưng là có mị hoặc xạ tuyến chết cự nhãn bạo quân chỉ phun ra một chữ lập tức hắn trong mắt to kia bắn ra một đạo màu tím xạ tuyến tác long trong miệng cũng phun ra một đạo màu xanh trắng nóng xạ tuyến phốc phốc hai đạo xạ tuyến hung hăng đụng vào nhau nhanh chóng diệt mà cự nhãn bạo quân bốn cái phó mắt cũng bắn ra tiếp cận trong suốt xạ tuyến chỉ bất quá mục tiêu cũng không phải là tác long mà lại bên cạnh những cự thạch kia cự thạch tại niệm lực xạ tuyến tác dụng dưới bay lên hướng về tác long đập tới bên cạnh ác tha nhanh chóng vung ra vài phát lửa địa ngục cự thạch tại còn không có tới gần tác long thời điểm liền trực tiếp bị ác tha lửa địa ngục thiêu thành cho tàn lúc này cự nhãn bảo quân tự hồ càng thêm phẫn nộ nó bắt đầu không khác biệt công kích sinh vật chung quanh tác long đứng dậy bay đến giữa không trung một bên ác tha cũng mượn nhờ ác mộng năng lực đứng tại tác long bên người chủ thượng sinh mệnh của nó trạng thái không đối. Ác tha quan sát một lát sau nói ra. Ác tha, ngươi cảm nhận được cái gì? Nó tự hồ ngay tại hướng về bất tử sinh vật chuyển biến, chỉ bất quá quá trình này tự hồ bị đánh gãy, dẫn đến nó phát sinh một chút biến hóa. Bất tử sinh vật, tác long nhìn về phía trước tàn phá bừa bãi cự nhãn bạo quân. Nó năm cái trong ánh mắt không ngừng phóng thích ra các loại xạ tuyến. Chung quanh mặc kệ là các nhĩ tinh linh hay là bất tử sinh vật toàn bộ tại phạm vi công kích của nó bên trong. Chủ thượng, chúng ta là ngài trung thành nhất người đại diện A, à, một bên trở về từ cõi chết áo liêu nhĩ mang theo hai cái trác nhĩ tinh linh chiến sĩ lớn tiếng nói. Cái này tự hồ thật đưa tới nơi xa cự nhãn bạo quân chú ý. Nó con mắt to lớn đối với áo liêu nhĩ mấy người. Chủ thượng. Áo liêu nhĩ hưng phấn nhìn xem cự nhãn bạo quân. Cự nhãn bạo quân nhìn mấy cái trác nhĩ tinh linh một chút. Lập tức phía sau màu tím xúc tu như thiểm điện quấn chặt lấy bao quát áo liêu nhĩ ở bên trong mấy cái trác nhĩ sau đó ném vào trong miệng. Kẻo kẹt kẻo làm cho người sợ hãi nhấm nuốt âm thanh từ cự nhãn bạo quân trong miệng truyền tới. Huyết thủy thuận khóe miệng của nó chảy xuống. Đã mất lý trí sao? Tắc Long nhìn xem gia hỏa này thế mà ngay cả mình người đại diện đều có thể ăn hết. Dựa theo truyền thừa của hắn ký ức tới nói cự nhãn bạo quân đều là quỷ kế đa đoan gia hỏa. Bọn chúng dị thường thông minh, bằng không thì cũng không có khả năng thông qua mấy cái người đại diện liền có thể khống chế lại toàn bộ thành phố lớn. Cho nên cái này không phải là cự nhãn bạo quân, mà là vong mắt bạo quân phải nói là một cái cự nhãn bạo quân ngay tại hướng về vong mắt bạo quân tiến hóa. Tác Long nói ra, nhãn ma loại sinh vật này rất kỳ quái, một chút cự nhãn bạo quân đang ngủ say thời điểm, ý thức của bọn nó sẽ ngẫu nhiên đi hướng một chỗ so với nó bình thường càng thêm điên cùng nơi hẻo lánh. Sau đó bọn gia hỏa này sẽ huyễn tưởng bọn chúng sau khi chết tiếp tục tồn tại khả năng. Một khi loại này mộng cảnh triệt để định hình, như vậy lúc này cự nhãn bạo quân liền sẽ tại trong hiện thực triệt để chuyển biến. Khuyết nhục của nó sẽ toàn bộ ra, chỉ còn lại có một con mắt, Loại sinh vật này bảo lưu lại khi còn sống tính cách cùng phần lớn ma pháp, thậm chí càng thêm cường đại. Mà đây chính là vong mắt bạo quân. Vong mắt bạo quân so cự nhãn bạo quân cường đại hơn nhiều rất nhiều, có thể xưng là hủy diệt nguyên. Mà lại vong mắt bạo quân có cùng ác tha tương tự năng lực, trí mạng độc tài. Đó chính là đem phổ thông sinh vật loại hình chuyển hóa trở thành bất tử sinh vật. Vong mắt bạo quân có thể tại trong thời gian rất ngắn giết sạch một tòa thành thị cỡ lớn sinh mệnh. Sau đó nó bất tử sinh vật đại quân liền tích lũy đi ra. Chỉ bất quá trước mắt cái này cự nhãn bạo quân tự hồ cắm ở chuyển hóa ở giữa. Tác Long suy đoán hẳn là bị chính mình vừa mới đại địa chi nộ ma pháp cắt đứt, khiến cho phát sinh một loại nào đó biến hóa, lúc này mới một bộ mất lý trí dáng vẻ. Chương 92, kết thúc. Ác tha, giải quyết gia hỏa này. Tác Long nhìn xem mất lý trí cự nhãn bạo quân, gia hỏa này tại đồ sát xong chung quanh sinh mệnh sau đã đem lực chú ý lần nữa chuyển dời đến trên người mình. Bạo viêm múa, bảy đầu to lớn hỏa long tại tác long chung quanh cấp tốc thành hình đối với cự nhãn bạo quân giết tới cự nhãn bạo quân trong ánh mắt bắn ra một đạo màu xám suy yếu xạ tuyến bảy đầu hỏa long tại ở gần đối phương trong quá trình từ từ thu nhỏ cuối cùng trực tiếp biến thành ngọn lửa nhỏ cự nhãn bạo quân ánh mắt lộ ra điên cuồng ngay lúc này cưỡi ác mộng ác tha vây quanh cự nhãn bạo quân sau lưng dùng cuốn quanh lấy lửa địa ngục cự kiếm cho nó trùng điệp một kích mấy cái màu tím xúc tu bị ác tha bổ xuống cự nhãn bạo quân bạo hống một tiếng sau lưng nó xúc tu hướng về ác tha rút đi. Nhưng là ác mộng phản ứng cực nhanh, trực tiếp mang theo ác tha tránh qua, tránh né một kích này. Né tránh sau ác tha trong tay bắt đầu phát động diệt ba. Nhưng là cự nhãn bạo quân ánh mắt hơi chậm lại. Không gian chung quanh tự hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Ác tha đột nhiên phát hiện chính mình diệt ba tự hồ khởi động không nổi. Thể nội ma pháp tự hồ chậm chạp rất nhiều. Mà tác long bên này cảm giác càng rõ ràng hơn bởi vì hắn vừa định lại phóng thích mấy cái ma pháp hỏa hệ thời điểm đột nhiên thể nội ma pháp nguyên tố yên lặng. Phản ma pháp lực trận. Đây là cự nhãn bảo quân đặc thù một loại thủ đoạn, có thể cho một vùng khu vực tất cả ma pháp toàn bộ mất đi hiệu lực. Nhưng là loại lực trường này đối với nó giống như mình hữu hiệu. Nó cũng vô pháp phóng thích xạ tuyến. Vòng mắt bảo quân đem ánh mắt nhìn về hướng ác tha, lộ ra trong miệng răng nanh. Ngay lúc này toàn thân tản ra yếu ớt kim quan tác long bay đến cự nhãn bạo quân trước người. Hắn đã tiến nhập quá tải trạng thái, nguyên tử hồng lô đúng vậy thụ phản ma pháp lực trận ảnh hưởng tác long toàn thân các hạng thuộc tính đạt được cực lớn tăng phúc long trảo to lớn hướng về phía cự nhãn bạo quân con mắt thật to kia chụp tới ken két một trận tiếng ma sát vang lên tác long long trảo thế mà không có trước tiên đâm xuyên cái kia ánh mắt to lớn phải biết lúc trước tác long thế nhưng là cùng đâm bong bóng tí nhất dạng trực tiếp xuyên phá cái kia người quan sát nhãn ma ánh mắt phòng ngự thế nhưng là cự nhãn này bạo quân ánh mắt phòng ngự dĩ nhiên như thế cường đại mà lúc này tác long có thể thấy rõ ràng cự nhãn bạo quân trong ánh mắt vật chất màu đen đang ngưng tụ lấy hắn trực tiếp nắm lấy một cái phó mắt núp ở cự nhãn bạo quân sau lưng xoẹt xẹt một cổ so trước đó càng quỷ dị hơn màu đen xạ tuyến hướng về phía dưới vọt tới tại màu đen xạ tuyến trải qua địa phương tất cả mặt kệ là kiến trúc hay là mặt khác sinh vật đều hóa thành phi hôi cự nhãn bạo quân trong nháy mắt này thu hồi phản ma pháp lực trận trực tiếp thả ra uy lực lớn nhất chí tử xạ tuyến khá lắm cái này chí tử xạ tuyến thật đúng là lợi hại Tát Long cảm giác cái này so với trước đó tử vong kỵ sĩ ác tha diệt ba càng thêm lợi hại. Nhưng là chí tử xạ tuyến tự hồ tiêu hao rất lớn, cự nhãn bạo quân chỉ là kiên trì ba giây tả hữu liền đình chỉ xạ kích. Tát Long cảm giác mình cơ hội tới, hắn trực tiếp miệng vừa hạ xuống cắn đứt cự nhãn bạo quân một cái phó mắt. Sau đó lại từ phó mắt vị trí tiếp tục kéo xuống một khối hư thối thịt nuốt xuống. Sau đó trong lồng ngực của hắn quang mang màu vàng đang không ngừng lóe ra. Phốc phốc. Làm kim sắc thổ tức năng lượng từ Tát Long trong miệng phun ra tại hòa tan cự nhãn bạo quân ngoại tầng làn da sau theo nó trong cái ót từ từ bắn vào cự nhãn bạo quân trên người xúc tu không ngừng quật lấy tác long nhưng là trước mắt cái này hắc long phòng ngự rõ ràng không phải mấy cây xúc tu có thể công phá rút cục tia sáng màu vàng triệt để đâm xuyên qua cự nhãn bạo quân ánh mắt nhìn từ đằng xa đến liền giống như cự nhãn bạo quân trong mắt bắn ra một đạo xạ tuyến màu vàng một dạng cự nhãn bạo quân dãy dụ khí tức cũng chầm chậm yếu đi xuống dưới tác long cùng cự nhãn bạo quân thân thể khổng lồ kia cùng một chỗ cắm hướng về phía mặt đất ầm ầm tác long đẩy ra trên người nhãn cầu to lớn nhìn xem cự nhãn bạo quân thân thể khổng lồ thở ra một hơi gia hỏa này hẳn là danh xứng với thực truyền kỳ thực lực thậm chí so với mặt khác một chút truyền kỳ càng thêm cường đại nếu như không phải thần chí không bình thường bằng vào cự nhãn bạo quân cái kia gian trá trí thông minh tác long cùng ác tha thật đúng là không nhất định có thể khiến cho qua gia hỏa này nhìn một chút chung quanh toàn bộ tra nhĩ tư thành đã trên cơ bản toàn bộ trở thành phế tích không có mấy cái hoàn hảo công trình kiến trúc nhìn lại thậm chí cũng không tìm tới mấy cái vật sống. Chỉ có một ít bất tử sinh vật đang tìm người sống bóng dáng. Bất quá hết thảy đều là đáng giá. Bởi vì cự nhãn này bạo quân trên thân khẳng định có đặc chất. Đặc chất là tác long đối với những cái kia có thể làm cho mình thông qua thịnh yến thu hoạch được đặc thù thiên phú nguyên liệu nấu ăn xưng hô. Tỷ như trước đó xanh đủ long xà, trên người nó liền có thiểm điện thổ tức đặc chất. Mà cự nhãn bạo quân thủ đoạn của nó nhiều lắm, đây tuyệt đối là tác long đánh nhất cực lực một địch nhân không nói cái kia 10 loại xạ tuyến, còn có phản ma pháp lực trận. Liền nói gia hỏa này bản thân nhục thân lực lượng liền rất cường đại. Cùng người quan sát nhãn ma loại kia da giòn không giống với. Gia hỏa này hoàn toàn chính là loại kia viễn trình thịt pháp sư. Dù sao gia trì phá giáp đặc hiệu long trảo đều đâm không mặt nó cái kia ánh mắt to lớn. Y lị ti. Tác long cảm nhận được một loại đặc biệt chấn động nguyên. Tác long đại nhân. Y lị ti từ một tảng đá lớn phía sau đi ra, nàng nhìn trước mắt tác long cùng cự nhãn bạo quân thi thể tác long đại nhân ngài tự hồ thụ thương ta xác thực thụ thương ngươi có thể thử một chút có thể hay không đánh lén xử lý ta tác long trêu tức nói hắn vừa mới quả thật bị cự nhãn bạo quân thương tổn tới một chút nhưng là theo đối phương tử vong còn có kẻ ăn thịt thiên phú tác dụng hắn điểm này thương thế đã sớm gần như hoàn toàn khôi phục thuộc hạ không dám y lị ti quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu tác long nhìn một chút nàng hắn vừa mới chỉ là nhàm chán thuận miệng nói mà thôi. Đi đem ra nhĩ tư trong thành tất cả tài bảo cho ta thu thập lại lấy ra nơi này. Tác Long nhìn trước mắt rách nát thành thị nói ra. Tuân mệnh. Y Lệ Ti không lo được thương thế trên người, nhanh chóng đứng dậy hướng về nơi xa ra nhĩ tư thành bảo khố tiến đến. Chủ thượng, ta không thích sinh vật này. cười ác mộng ác tha nhìn chầm chầm Y Lệ Ti bóng lưng nói ra. Chỉ cần ta một mực mạnh mẽ hơn nàng, như vậy nàng chính là trung thành nhất trợ thủ, yên tâm đi, nếu như nàng có cái gì tâm tư, như vậy ta nhất định sẽ làm cho nàng biết cái gì gọi là làm đồ ăn cảm giác tác long tiếp tục nằm rạp trên mặt đất nói ra ác tha không nói gì thêm mà là bắt đầu tụ tập trong thành thị tất cả bất tử sinh vật trận chiến đấu này ác tha đạt được càng nhiều bất tử sinh vật trận chiến đấu này dẫn đến tra nhĩ tư trong thành chính thành chính sinh vật đã chết đi những cái kia trách nhĩ bình dân căn bản không có cái gì quá nhiều sức chiến đấu tại bất tử sinh vật trước mặt quá mức yếu đuối cho nên bọn hắn trực tiếp trở thành không chết trong đại quân một thành viên Tác Long tính toán đợi một lát để Y Lệ Ti đưa tới tài bảo loại hình đồ vật sau trực tiếp ở chỗ này bắt đầu thịnh yến. Bởi vì thịnh yến thời gian cung đao chỉ còn lại có một ngày. Hắn không muốn chậm trễ, đã không kịp chờ đợi muốn thu hoạch mới thiên phú. Chương 93, Vạn Vẹo Chi Chủng Sau một ngày Y Lệ Ti liền mang theo ra nhĩ tư thành bên trong một ít gì đó đến nơi này. Rầm rầm Vô số kim tệ ngân tệ còn có trân châu loại hình tài bảo từ ma đạo khí bên trong lật ra đi ra, Tát Long dùng long trảo nắm lên một thanh kim tệ nhìn xem những kim tệ này từ móng vuốt trong khe hở hạ xuống cảm giác thật thoải mái. Hắn nhìn xem trước mặt Ác Tha phân phó nói. Ác Tha, đem sáp dung yêu cho ta, từ giờ trở đi ngươi mang theo tất cả bất tử sinh vật giữ vững quảng trường này, không có mệnh lệnh của ta bất cứ sinh vật nào đều không cho tiến đến, nếu như cưỡng ép tới gần liền giết cho ta không tha. Y Lị Ti, ngươi cũng canh giữ ở bên ngoài. Ác Tha sau khi nghe được từ phía sau lấy ra một đoạn đốt cháy khét gỗ một cái cọc một dạng đồ vật đặt ở tác long trước người. Y Lệ Ti nhìn Tác Long một chút từ từ lui xuống. Nàng cảm giác sau lưng Tử Vong Kỵ Sĩ tự hồ muốn chặt rác nhỉ. Tác Long cầm lên trước mắt sát dung yêu, lại nhìn một chút vô số tài bảo, cảm giác lần này hẳn là ổn. Lập tức mở ra thịnh yến, theo cảm giác đói bụng gia tăng, nguyên liệu nấu ăn hương khí liên tục không ngừng từ chung quanh truyền đến. Tác Long nhìn một chút chung quanh, quy củ cũ, từ hương khí nồng nặc nhất nguyên liệu nấu ăn bắt đầu ăn. Hương khí nồng nặc nhất chính là. Tác Long nhìn trước mắt cự nhãn bảo quân thi thể, trực tiếp một móng vuốt lây mở đại gia hỏa này. Lập tức từ phía dưới móc ra một cái pho tượng nhỏ. Đương nhiên đối với hắn mà nói tương đối nhỏ, nhưng là đối với những cái kia trắc nhĩ tinh linh tới nói liền có cao hơn 2 mét. Nửa người trên là xinh đẹp nữ tử nở nang thân thể, nửa người dưới là nhện. Vừa mới thơm nhất chính là cái này. Tát Long không do dự, trực tiếp ném vào trong miệng liền nuốt xuống. Pho tượng kia con mắt tự hồ vòng vo một chút biểu lộ tự hồ có chút kinh ngạc, nhưng là tát Long nuốt quá nhanh sau đó bắt đầu ăn cự nhãn bạo quân thi thể, rất nhanh cự nhãn bạo quân thân thể cao lớn kia bị tác long thôn vệ hầu như không còn. Tiếp theo là trong ngũ mê sáp dung yêu, cái kia đầu gỗ nát cọc, tác long cắn mở sau lại có chủng bạo tương khoái cảm. Lúc này thịnh yến tiến độ đã đến 80% tả hữu. Và như vậy quy củ, còn lại liền dùng kim tệ tài bảo bổ túc đi. Ta là có tiền rồng, tài bảo đặc biệt nhiều, kim tệ giòn, ngân tệ nhét kẻ răng. Tác long một bên miệng lớn ăn kim tệ một bên tự giải trí nghĩ đến rất nhanh Thịnh Yến tiến độ liền đạt đến 100%. Tác Long cũng yên tâm nhắm mắt lại, nên đón Thịnh Yến cải tạo. Mà Ác Tha cũng lặng lặng thủ hộ lấy. Vài ngày sau Tác Long mở ra con mắt màu đỏ tươi. Cuối cùng kết thúc. Tác Long từ từ đứng lên, thân thể của hắn chiều dài lúc này đã vượt qua 17 mét. Thân thể cũng lộ ra dị thường cường tráng. Hắn bắt đầu nhìn về hướng bản. Tác Long, HP 445. Thịnh Yến số tầng, 13. Thịnh Yến thời gian cung đao, 16 trời. Thiên phú 1, kẻ ăn thịt. Thiên phú 2, ma pháp thổ hệ thân cận nguyên tố. Thiên phú 3, ma pháp hỏa hệ thân cận nguyên tố. Thiên phú 4, phá giác. Thiên phú 5, giả tính thét lên. Thiên phú 6, nguyên tử hồng lô. Thiên phú 7, cảm giác chấn động biết. Thiên phú 8, tâm linh cảm ứng. Thiên phú 9, thiểm điện thổ tức. Thiên phú 10, tâm linh xiền xích. Thiên phú 11, vạn vẹo chi chủng ngươi có thể tại thể nội hình thành đặc biệt vặn vẹo chi chủng, sau đó ký sinh tại ngươi chỗ tuyển định mục tiêu trong thân thể, vặn vẹo chi chủng ban đầu sẽ cường hóa đối phương gấp 3 thuộc tính, theo ký sinh thời gian càng ngày càng lâu, tăng lên hiệu quả cũng sẽ càng ngày càng rõ ràng, thậm chí đến cuối cùng ngươi có thể vặn vẹo thân thể của đối phương cùng tinh thần, cụ thể hiệu quả xin mời tự hành trải nghiệm, chú, vặn vẹo chi chủng hoàn toàn thụ khống. Chế của ngươi, nhưng là tại ký sinh sinh mệnh cấp độ cùng thực lực cao hơn nhiều ngươi sinh vật thời điểm có cực lớn xác suất bị phát hiện không phải trong tưởng tượng đến từ cự nhãn bạo quân các loại xạ tuyến kỹ năng, hoặc là đến từ sát dung yêu kỹ năng. Lại là cái gì vặn vẹo chi chủng? Giống như trước đó tiến hành thịnh yến thời điểm thơm nhất chính là một cái kỳ quái pho tượng, chẳng lẽ là đến từ đồ chơi kia mà. Tác Long không tin tam đại đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn tạo thành vạn vẹo chi chủng thiên phú sẽ phổ thông. Chủ thượng, Ác tha đối với Tác Long biến hóa không có bất kỳ cái gì giật mình, đối với hắn mà nói chỉ cần xác định chủ nhân không có nguy hiểm là được rồi. Ác Tha, đi bắt mấy cái sinh vật sống tới. Tuân mệnh. Ác Tha cười ác mộng biến thành một đoàn bóng đen trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tác Long nhìn xem Ác Tha rời đi phương hướng, gia hỏa này tự hồ cũng mạnh lên lớn đâu. Nhìn xem chung quanh tăng lên rất nhiều bất tử sinh vật hắn như có điều suy nghĩ. Chẳng được bao lâu Ác Tha liền trở lại, hắn ném ra một cái gãy mất một cánh tay trung niên nữ tính trác nhĩ tinh linh cùng một cái cử tích. Nữ tính trác nhĩ bị ném xuống đất, nàng thấp thỏm lo âu nhìn xem hết thảy chung quanh nàng chỉ là một cái may mắn tránh thoát bất tử sinh vật thủ thành chiến sĩ mà thôi, thậm chí cũng không biết vì cái gì ra nhĩ tư thành đột nhiên liền bị công kích. Vẫn là bị trong truyền thuyết cự long công kích. Mà cự tích thì bị long uy sợ choáng váng, nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, tự hồ đang giả chết. Tác long nhìn xem hai cái này sinh vật. Hắn bắt đầu dựa theo thiên phú bản năng khu động vạn vẹo chi chủng. Tác long duỗi ra long trảo thuận miệng nôn một chút, một cái màu đỏ cục thịt nhỏ xuất hiện ở hắn trảo tâm. Thật rất nhỏ, tương đương với nhân loại bình thường một cái ngón út lớn nhỏ. Nếu như không phải long tộc thị lực siêu quần thật đúng là không nhìn thấy. Các Long cẩn thận quan sát cái này cục thịt nhỏ, giống như một giọt máu tươi, lại như một cái nhắm lại đẫm máu ánh mắt. Phía sau có rất nhiều lít nha lít nhíp nhỏ xúc tu còn tại không ngừng vô ý thức vũ động. Chợt nhìn có điểm giống một cái rút nhỏ vô số lần nhãn ma, chỉ là chỉ có một cái ánh mắt, hay là nhắm lại. Đây chính là vạn vẹo chi chủng. Làm sao có loại khắc cô lỗ hương vị, chính mình đây chính là thế giới ma pháp tới, Phong cách vẽ giống như không đối. Bất quá không quan hệ thử một chút liền tốt. Tác Long đi đến cái kia giả chết cự tích trước mặt, cái này cự tích từ đầu tới đuôi có chừng dài 3 mét, xem như một cái đại gia hỏa. Đang lúc hắn muốn đem vạn vẹo chi chủng để lên thời điểm không nghĩ tới vạn vẹo chi chủng tự hồ cảm nhận được Tác Long ý nghĩ một dạng. Vô số thật nhỏ nhỏ xúc tu vũ động bên dưới nó thế mà trống rỗng trôi nổi. Nhìn xem một màn này Tác Long nghĩ đến trước đó cự nhãn bạo quân loại kia trôi nổi phương thức. Cự nhãn bạo quân tự hồ là có thể bay thẳng làm được tại tác long tiếp tục trong quan sát vạn vẹo chi chủng vô thanh vô tức rơi vào cự tích trên lưng trực tiếp giống hòa tan một dạng hòa tan vào cự tích thân thể cái này tựa như là sáp dung yêu thân thể vụ hóa chỉ bất quá vạn vẹo chi chủng dùng tựa hồ càng thêm thuận tay cự tích tựa hồ đã nhận ra cái gì mở ra con mắt màu vàng nhìn liếc chung quanh bắt đầu tiếp tục giả chết tác long cảm giác mình cùng cái này cự tích tựa hồ có một loại nào đó kết nối nói đúng ra là cùng trong cơ thể nó vạn vẹo chi chủng có quan hệ như vậy thử một chút kích phát vạn vẹo chi chủng hiệu quả đi các Long tâm niệm vừa động, bỗng nhiên trước mắt cự tích thân thể bắt đầu co quắt. Cự tích thống khổ mở mắt, thân thể của nó bắt đầu quái dị biến hóa. Con ngươi màu vàng từ từ biến thành màu đỏ tươi, mặt ngoài thân thể lân phiến bắt đầu tróc ra, lộ ra đẫm máu làn da. Nhưng là trên làn da rất nhanh lại xảy ra thành mới vảy màu đen. Thân thể giống thổi phồng một dạng từ dài 3 mét bành trướng đến hơn 4 mét, nanh vuốt càng thêm sắc bén. Trong hai con mắt ương trên trán xuất hiện một đầu dây nhỏ màu đỏ. Phốc phốc dây nhỏ màu đỏ mở ra, xoẹt xẹt một chút mở ra sau lộ ra một cái quỷ dị con mắt màu đỏ, quay tròn đánh giá hết thảy chung quanh. Đã bị bóp méo chi chủng biến dị cử tích phát ra một tiếng thống khổ tiếng gào thét. Trong ba con mắt tràn đầy điên cuồng. Chương 94, thí nghiệm. Về một cái cử tích thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại nữ tính Trác Nhĩ Tinh Linh bên người. Miệng lớn trung phong lợi răng hướng về nữ tính Trác Nhĩ Tinh Linh táp tới. Nhưng là bị ác tha trực tiếp một bàn tay rút mở, dù sao đây là tác long cần vật sống, nữ tính trách nhĩ tinh linh ngồi liệt trên mặt đất cái này cự tích trước đó là tọa kỵ của hắn a lại bị biến thành dạng này mà cự tích tại công kích vô hiệu sau tiếp tục hướng về chung quanh bất tử sinh vật công kích mà đi dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị một cái khô lâu kỵ sĩ bị nó cắn thành xương cốt nát tác long đi từ từ đến cự tích bên người cự tích trông thấy tác long sau không có công kích hắn mà là tiếp tục đi công kích hết thảy chung quanh sinh vật dừng lại tác long hướng vạn vẹo chi chủng truyền ý nghĩ như vậy cự tích lúc này mới dừng động tác lại nhưng vẫn là tham lam nhìn xem chung quanh bất tử sinh vật, nhất là cái kia còn sống rác nhĩ tinh linh. Đây chính là tăng phúc cấp 3 toàn thuộc tính sao, lực lượng, tốc độ, còn có phòng ngự, thậm chí lực phản ứng đều tăng cường. Tác Long kinh dị nhìn xem cự tích, cái này lân phiến màu đen tự hồ có điểm giống là vảy rồng. Con mắt giống như cũng là Tác Long loại kia kiểu dáng. Mấu chốt là mi tâm con mắt kia, tự hồ chính là vạn vẹo chi chủng phía trên. Bất quá thí nghiệm số liệu tự hồ không hoàn chỉnh, có thể tiếp tục thí nghiệm bên dưới. Tác Long bắt lại cái kia nữ tính Trác Nhĩ Tinh Linh. "Vang cầu ngươi, buông tha ta." Tác Long không nhìn đối phương tiến cầu khẩn. Căn cứ khoa học nghiêm cẩn thái độ hay là thử nghiệm thêm tương đối tốt. Tác Long tiếp tục phun ra một cái vạn vẹo chi chủng. Mà Trác Nhĩ Tinh Linh ý đồ phản kháng lấy. Tác Long trực tiếp đem vạn vẹo chi chủng để vào trong thân thể của đối phương. Kích phát. Cùng vừa mới tự tích một dạng cái này Trác Nhĩ Tinh Linh cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa. Nàng tay cục nhanh chóng trùng sinh, mặt ngoài thân thể tuôn ra vảy màu đen hình thể cũng lớn một vòng. Trên hai tay móng tay biến thành lợi trảo. Mi tâm cũng mở ra một cái con mắt màu đỏ. Thân thể phía sau một đầu mọc ra thật dài gai nhọn cái đuôi đưa ra ngoài. Đây là thân thể nhanh chóng tăng sinh mọc ra mới thân thể. Ngươi, giết nàng. Ngươi, giết nó. Tắc Long hướng hai cái biến dị thể truyền đạt công kích lẫn nhau mệnh lệnh. Phốc phốc. Hai cái biến dị thể không chút do dự bắt đầu công kích lẫn nhau. Phốc phốc. Quyền quyền đến thịt, huyết dịch bay tán loạn. Hai cái biến dị thể không có phòng ngự chút nào ý nghĩ, đều là trực tiếp lấy giết chết đối phương làm mục đích. Lân phiến huyết nhục không ngừng rớt xuống. Các nhĩ biến dị thể thậm chí trực tiếp nuốt vào cự tích biến dị thể trên người huyết nhục. Cự tích tự hồ không cảm giác được thống khổ một dạng, hay là liều mạng công kích. Thật lâu rốt cục phân ra được thắng bại, cự tích biến dị thể bị cắn trúng ít hầu. Các nhĩ biến dị thể trực tiếp ăn cổ của nó quản, bắt đầu ở nguyên địa hưởng dụng từ bản thân chiến lợi phẩm. Mà Tác Long cũng đối vặn vẹo chi chủng lại có nhận thức mới. Vạn vẹo chi chủng trực tiếp bị kích phát sau sát thực sẽ đề cao mục tiêu gấp ba thuộc tính, lực lượng tốc độ phòng ngự đều là dạng này. Không biết ma lực có thể hay không cũng bị tăng phúc, lần sau có thể thử lại lần nữa. Nhưng là mục tiêu đồng thời cũng sẽ mất lý trí cùng trí lực, biến thành giả thú một dạng gia hỏa. Mà lại sẽ không khác biệt công kích trừ tác long bên ngoài bất cứ sinh vật nào, nhất là vật sống. Mà lại nói như vậy kích phát sau nếu như không có đồ ăn như vậy mục tiêu có thể sẽ tại thể lực hao hết sau chết đi. Mà nếu có đồ ăn huyết nhục. Như vậy thì có thể một mực tồn tại. Loại này tại Tác Long xem ra có điểm giống là tan thi hóa. Tác Long cảm giác mình có thể chế tạo một trận re sai evil, bởi vì hắn phát hiện hình thành vạn vẹo chi chủng cũng sẽ không đối với hắn tự thân có cái gì lớn ảnh hưởng. Chỉ bất quá nếu như ngưng tụ vạn vẹo chi chủng nhiều hắn nhất định phải ăn huyết nhục đến bổ sung mới có thể ngưng tụ mới vạn vẹo chi chủng. Hắn cảm thụ bên dưới, mình bây giờ đại khái có thể ngưng tụ cái hơn 200 vạn vẹo chi chủng. Về phần mục tiêu thần trí vấn đề tác long phát hiện chính mình làm vạn vẹo chi chủng chủ nhân có thể dùng đơn giản mệnh lệnh đến hơi ước thúc đối phương. Đương nhiên là thông qua vạn vẹo chi chủng đến mệnh lệnh, nhưng là vạn vẹo chi chủng nhưng không có cái gì trí tuệ. Cho nên phức tạp điểm mệnh lệnh coi như xong đi. Nhìn xem dưới chân còn tại nuốt cự tích thi thể trách nhĩ biến dị thể, tác long truyền ra một cái mệnh lệnh. Lập tức trách nhĩ biến dị thể không chút do dự vương móng vuốt đâm vào lồng ngực bóp nát trái tim của mình, kết thúc sinh mệnh của mình. Tác Long nhìn trước mắt Ác Tha đột nhiên có một cái ý nghĩ. Bất tử sinh vật có thể hay không ký sinh đâu? Nghĩ đến liền làm. Hắn trực tiếp ngưng tụ một cái vạn vẹo chi chủng. Ác Tha, ngươi qua đây. Ác Tha cười ác mộng đi tới Tác Long trước mặt. Không nên phản kháng. Vạn vẹo chi chủng từ từ trôi dạt đến Ác Tha trên thân sau đó từ trong thân thể của hắn chui vào, Tác Long cảm giác mình cùng Ác Tha có càng sâu liên hệ. Thế mà thật có thể. Nhưng là không đợi Tác Long cao hứng vạn vẹo chi chủng liền cùng hắn đã mất đi cảm ứng thất bại. Bất quá vừa mới bắt đầu giống như thành công ký sinh ác tha. Ác tha, ngươi ở chỗ này lưu lại một chút bất tử sinh vật cảnh giới, ta rời đi trước. Tát Long nhìn xem không rõ ràng cho lắm ác tha nói ra. Ác tha không nói gì, mà là đi một cái kỵ sĩ lễ. Đi theo sau an bài bất tử sinh vật đóng giữ. Tát Long thì mở ra cánh bay lên, hướng về Ma Tát Bố Lai thành phương hướng bay đi. Làm như thế liền nên đi nghỉ ngơi một chút. Khoảng cách ra nhĩ tư thành mấy chục cây số địa phương. Na Địch Á chật vật cưỡi một cái cự tích chạy thục mạng. Nhưng là theo một đạo màu bạc trảo ấn hiện lên, tòa hạ cự tích trên cổ nhiều ba đạo vết thương, tùy theo đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Na Địch Á dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp ném xuống đất ăn đầy miệng bùn. Nàng phun ra trong miệng bùn đất. Tức giận nhìn xem chung quanh. Ngươi có hết hay không, cái này đều đã lâu như vậy, ngươi giết không được ta, ta cũng không làm gì được ngươi, ngươi liền không thể để cho ta rời đi sao? Tra nhĩ tư thành đã là các ngươi. Na địch á cảm giác mình quá xui xẻo, gặp một người điên, nguyên lai tưởng rằng là một cái bình thường không biết lượng sức ốc thiếu nữ. Mình có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng là nàng đánh giá thấp đối phương. Gia hỏa này mặc dù thực lực so ra kém chính mình, nhưng là cái kia có thể ẩn thân thiên phú thật là buồn nôn. Vô thanh vô tức. Máu nhận thuật, nhận đi thuật, dò xét thuật nàng đều dùng mấy lần, nhưng là chính là tìm không thấy. Chỉ có mạng nhện dò xét thuật miễn cưỡng có thể cảm nhận được một chút chấn động, nhưng là rất nhanh đối phương tại một lần đánh lén sau khi thất bại tự hồ ý thức được cái gì sau đó một chút chấn động cũng không có mà đối phương cũng rất buồn nôn nàng đánh không lại chính mình liền giết tọa kỵ của mình đây đã là đối phương giết chết con thứ năm tọa kỵ loại này buồn nôn thiên phú tự hồ nghe nói qua ông ni cũng rất bất đắc dĩ đối phương ma lực rất mạnh nàng chính diện căn bản đánh không lại mà lại tên kia đối sát ý tự hồ rất mẫn cảm chỉ cần mình muốn tới gần giết nàng liền sẽ bị phát giác được nếu như không phải tại thế giới dưới mặt đất trong khoảng thời gian này đến nay thiên phú tăng cường rất nhiều rất có thể liền bị đối phương phát hiện. Nguyên lai like ngươi là ưu ảnh mèo bộ tộc, đây là Na Địch Á đột nhiên nói ra. Chương 95, Ác Tha Biến Hóa Nói như vậy pho tượng kia là râu sờ nhận chúa pho tượng. Tác Long tại trở lại ma tắc bố lai thành sau đối với pho tượng kia sự tình cũng tới tâm. Tại cẩn thận hỏi thăm sau rốt cuộc biết lai lịch của nó. Đúng vậy, bởi vì trung ương quảng tràng bên cạnh chính là tra nhĩ tư thành thần điện, râu sờ nữ thần pho tượng một mực là đặt ở chỗ đó, cuối cùng dư âm chiến đấu phá hủy thần điện, tượng thần liền bị chôn ở phía dưới. Y lỵ Ti giải thích nói. Tác Long cảm giác có chút kỳ quái, bởi vì tượng thần chỉ là một cái biểu tượng vận dụng, tựa như ma tác bố lai thành râu sờ pho tượng nữ thần. Căn bản chính là tảng đá, nhiều nhất tăng thêm một chút kim phấn loại hình đồ vật. Mà tra nhĩ tư thành vì cái gì như thế đặc thù. Tính toán, ngươi đi xuống trước đi. Tác Long nhìn xem Y lỵ Ti nói ra. Là nhìn đối phương bóng lưng rời đi tác long trong lòng rất là chờ mong vừa mới tại bất tri bất giác hắn đã đem vạn vẹo chi chủng đưa vào y lị ti trong thân thể không biết sẽ kết xuất như thế nào trái cây tác long không quan trọng nàng phát hiện không phát hiện bởi vì vạn vẹo chi chủng không kích hoạt thời điểm chỉ có chỗ tốt không có một đâu đâu chỗ xấu y lị ti sẽ phát hiện thân thể của mình càng ngày càng cường tráng các phương diện năng lực đều sẽ tăng cường tác long đại nhân ông đi tỷ tỷ trở về lúc này mỹ toa mặc một thân màu đen nổi bật quần trang đi đến phía sau còn đi theo ôm chỉ bất quá nàng rất là trầm mặt. Lần này gọi các ngươi tới đây chứ là vì tăng lên một chút thực lực của các ngươi. Tác Long biến thành Long nhân hình thái, hắn trong trảo xuất hiện hai dọc giống như huyết dịch một dạng đồ vật. Vì phòng ngừa quá mức quỷ dị hắn đem vạn vẹo chi chủng phía trên những xúc tu kia cho thu hồi. Khiến cho nhìn qua tựa như một dọc ngưng kết huyết dịch. Tác Long đại nhân, đây là cái gì? Mỹ toa từ khi cùng Tác Long có tầng kia quan hệ sau từ từ cũng buông ra, nàng trực tiếp cúi đầu nhìn xem tác long trong móng vuốt vặn vẹo chi chủng hiếu kỳ dùng ngón tay chọc chọc tác long nhéo nhéo nàng tay thỏ đem bên trong một cái vặn vẹo chi chủng trực tiếp đặt ở mỹ toa trong tay vặn vẹo chi chủng trực tiếp biến mất tại mỹ toa trong tay a à, mỹ toa sờ lên lòng bàn tay của mình nàng cảm giác mình chỗ nào tự hồ không giống với lúc trước các ngươi có thể đem cái này nhìn thành huyết nhục của ta nó gọi là vặn vẹo chi chủng nó có thể cho các ngươi trở thành cùng loại long duệ tồn tại nói như vậy sẽ trở thành long mạch chiến sĩ, giữ im lặng ôm ni đột nhiên mang theo hưng phấn nói. Dù sao trong truyền thuyết long mạch chiến sĩ thế nhưng là rất mạnh. Mà lại nàng hiện tại xác thực muốn trở nên càng mạnh, nhìn xem tác long từng ngày cường đại. Đối mặt đối thủ cũng càng ngày càng lợi hại, nàng phát hiện mình đã mau cùng không lên. Hiện tại có biến cường đại cơ hội đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng là lập tức nhìn thấy Mỹ Toa giống như không có phát sinh cái gì đặc biệt phản ứng cảm giác có chút kỳ quái dù sao long mạch chiến sĩ tẩy lễ quá trình thanh thế thế nhưng là phi thường thật lớn. Vạn vẹo chi chủng có thể cùng long mạch chiến sĩ không giống với, long mạch chiến sĩ đang tiếp thụ long huyết tẩy lễ sau thực lực là sẽ tăng vọt, nhưng là thực lực cũng sẽ vĩnh viễn dừng lại tại tẩy lễ sau. Nhưng là vạn vẹo chi chủng lại có thể theo thời gian trôi qua để cho các ngươi càng ngày càng cường đại. Tác Long giải thích nói. Ông Ni cũng yên lặng vương bàn tay của mình, Tác Long đem vạn vẹo chi chủng cũng bỏ vào ông Ni trong lòng bàn tay. Cùng không tim không phổi Mỹ toa không giống với ông ni biết được đến nhất định bỏ ra cái này vặn vẹo chi chủng nhất định có tác dụng gì tỉ như nói thủ tác long khống chế loại hình nhưng là đối với ông ni tới nói không quan trọng bởi vì nàng sớm đã đem chính mình hết thảy cùng trước mắt hắc long cột vào cùng một chỗ nhìn xem hai người cùng vặn vẹo chi chủng từ từ dung hợp tác long cũng âm thầm nhẹ gật đầu lần này hắn là thật yên tâm dù sao hắn nhưng là một đầu rất không có cảm giác an toàn rồng ông ni ngươi có cái gì muốn nói sao Tác Long nhìn xem Ôn Ni bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi hỏi. Trước đó Ôn Ni tự hồ đuổi theo cái kia nữ tư tế đi. Tác Long chỉ là thông qua tâm linh xiềng xích kiểm tra một hồi, phát hiện Ôn Ni không có nguy hiểm cũng không có quá nhiều để ý tới. Dù sao hắn lúc đó muốn toàn lực đối mặt cự nhãn bạo quân. Tác Long đại nhân, ta để cái kia nữ tư tế chạy trốn. Ôn Ni nhỏ giọng nói. Không có việc gì, chạy liền chạy đi. Tác Long nghĩ đến cái kia nữ tư tế Na Địch Á. Tên kia thật có chút không có đầu óc chính mình thành trì đều bị cự nhãn bạo quân thẩm thấu thành một cái cái sàng dưới thành trì mặt trực tiếp đào cái mê cung ngay cả loại chuyện này cũng không biết đơn giản đối với mình thành trì lực độ trưởng khống là không ông ni nghe được tác long không thèm để ý chút nào thuyết pháp nhẹ nhàng thở ra ông ni ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi mỹ toa lưu lại tuân mệnh ông ni biến mất trong không khí mà mỹ toa thì đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn xem tác long mặc dù không phải lần đầu tiên nhưng là vẫn cảm giác tốt cái kia a à tác long thì là mỉm cười nhìn mỹ toa bắt lấy nàng cái kia hơi lạnh tay nhỏ hướng về to lớn vương tọa đi đến chờ đợi mây tan mưa tạnh sau tác long khôi phục hình thái rồng thần thanh khí sản đi ra cung điện chủ mẫu y Lệ ti vui vẻ tiến lên đón tác long đại nhân mặt khác vài tòa nổi bật thành trì phái một chút đại biểu tới muốn cùng ngài trao đổi một ít chuyện trao đổi sự tình có ý tứ gì tác long nhiều hứng thú mà hỏi chính là về sau chia bao nhiêu ít lợi sau đó thu hoạch được ngài che chở y lị ti vừa mới mở miệng tác long liền đánh gãy nàng ngươi đi nói cho những thành trì kia đại biểu bọn hắn chỉ có một con đường đó chính là vô điều kiện thần phục không phải vậy vậy liền toàn bộ biến thành bất tử sinh vật đi dạng này cũng không hao phí lương thực cũng nghe nói một chút tác long mở ra cánh bay lên rời khỏi nơi này hắn hướng về tử vong hẻm núi bay đi y lị ti kém chút bị cánh quạt bay nàng nhìn xem tác long thân ảnh cái này thật bá đạo quả nhiên không hổ là hắc long y lị ti ha ha ha, ha nở nụ cười Ác tha, ý của ngươi là nói theo ngươi dưới trướng bất tử sinh vật gia tăng thực lực của ngươi cũng một mực tại tăng lên. Tác Long nhìn trước mắt Ác tha nói ra. Đúng vậy. Ác tha sờ lên chính mình tọa hạ ác mộng cái tráng, trong khoảng thời gian này đến nay hắn xác thực cảm giác mình thể nội ma lực đang gia tăng. Hắc vụ phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Tác Long nhìn một chút chung quanh bất tử sinh vật, nếu như Ác tha đi trên mặt đất đồ mấy cái vương quốc vậy có phải hay không liền vô địch? Không nên không nên. Dạng này quá trắng trợn, dù sao thế giới này thật không đơn giản. Tự long bình thường cũng sẽ không tùy ý đi đồ thành diệt quốc, bởi vì này sẽ đưa tới cực kỳ cường đại tồn tại chú ý. Coi như chân chính ác tha cũng là bởi vì nhấc lên vong linh thiên tai hậu quả quá mức nghiêm trọng từ đó gãy kích trầm xa. Đến chậm chậm mưu toan. Nhìn nhìn lại mấy cái kia nổi bật tinh linh thành trì phản ứng đi. Nếu như bọn hắn không phối hợp như vậy thì trở thành ác tha tư lương đi. Ác tha, ngươi tiếp tục thủ tại chỗ này. Tắc Long dặn dò một phen sau đó bay khỏi nơi này. Chương 96, Ngân Mộng Ma Tác Long đại nhân, những cái kia trách nhĩ tinh linh đại biểu đồng ý ngài điều kiện tốt chuẩn như vậy chuẩn bị. Ân. Ừ. Tác Long chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt Y lị Ti. Ý của ngươi là nói bọn hắn thật vô điều kiện gia nhập chúng ta, liền không có một chút phản kháng cùng bất mãn. Tác Long rất là kinh ngạc, dù sao điều kiện của hắn như vậy hà khắc, vô điều kiện chính là mình có thể đối bọn hắn muốn gì cứ lấy, bọn hắn không thể làm bất kỳ phản kháng. Không có, nhưng là bọn hắn có một cái yêu cầu nho nhỏ. nhỏ đó chính là hy vọng tác long đại nhân ngài đi bọn hắn chỗ thành trì trên không phi hành một vòng để những cái kia trách nhĩ tinh linh ý thức được ngài cường đại y lị ti khẽ cười nói ha ha tác long có chút bó tay rồi đây là chính mình vương bác chi khí chấn động sau đó địch nhân nhao nhao đầu hàng được chưa tác long không thú vị nói đúng rồi ngươi đoạn thời gian này triệu hoán đến mới ác ma không có tác long nói ra cái này y lị ti triệu hoán năng lực thật một lời khó nói hết một mực triệu hoán khen tái ma liên tiếp triệu hoán tám chín cái khen tái ma để tác long nguyên liệu nấu ăn đại kế nhận lấy ảnh hưởng rất lớn tác long đại nhân từ lần trước qua đi ta không có triệu hoán đến một chút cường đại hoặc là đặc thù ác ma y lị ti cũng cảm giác mình có chút khó chịu không biết vì sao triệu hoán năng lực triệu hoán không phải e sợ ma chính là khen tái ma dù sao một mực triệu hoán những cái kia đáng chết tiểu ác ma nàng cũng rất khó chịu ngươi đừng nói cho ta ngươi không có biện pháp khác tác long ánh mắt nguy hiểm đứng lên tác long đại nhân kỳ thực có thể thông qua một chút những biện pháp khác đến gia tăng xác suất thành công chỉ bất quá có chút nguy hiểm y lị ti nói ra biện pháp gì chẳng được bao lâu một cái cùng trước đó không giống nhau lắm triệu hoán pháp trận xuất hiện ở trước mắt y lị ti quỳ trên mặt đất bắt đầu cầu nguyện ta là trách nhĩ tinh linh y lị ti ta hiện tại cần vực sâu trợ giúp y lị ti nói xong cũng chờ đợi tắc long thì tại rất xa xa tốt đẹp toa giống như omni nhìn chăm chú lên đây hết thảy Y lỵ Ti nói loại này triệu hoán pháp trận đang thi triển thời điểm không thể có quá mức sinh vật mạnh mẽ ở đây. Không phải vậy triệu hoán sát suất sẽ phi thường thấp. Tác Long nhìn xem triệu hoán pháp trận này, cái đồ chơi này hắn giống như Minh Bạch, cơ bản cũng là tùy duyên ngẫu nhiên rút thưởng a. Qua hơn một giờ, trong pháp trận vẫn là không có bất luận động tĩnh gì. Tác Long đã không có kiên nhẫn, hắn trực tiếp đi đi ra. Loại này triệu hoán thủ đoạn cấp thấp như vậy có thể triệu hoán cái rắm. Tác Long đại nhân. Y Lệ Ti đóng lại ma pháp trận nói ra. Ngươi tốt nhất nghe. Qua mấy phút đồng hồ sau Y Lệ Ti một lần nữa mở ra triệu hoán pháp trận. Khác biệt chính là lần này bộ dáng của nàng phát sinh biến hóa, quần áo trên người rách rưới, trên thân còn có một số vết thương. Bên cạnh nàng thì là Omni, cũng là quần áo rách rưới. Ta là trách nhĩ tinh linh Y Lệ Ti, ta cần vĩ đại vực sâu trợ giúp, chỉ cần có thể để cho ta báo thù, ta cái gì đều nguyện ý làm, mặc kệ là linh hồn hay là nhục thể, hay là mặt khác ta đều nguyện ý hiến cho ngài, đây là ta bắt một cái tế phẩm, một con mèo nữ. Không đợi y lị ti nói xong một thanh âm liền từ ma pháp trận bên trong truyền ra. Ngươi là trách nhĩ tinh linh. Còn có miêu nữ. Đúng vậy. Y lị ti vội vàng nói, vạn hạnh rốt cuộc đã đến A. À? Có thể ngàn vạn không thể để cho chạy. Ta cần xác nhận một chút, bên kia thanh âm kia thoáng có chút kích động. Đương nhiên. Y lị ti mắt nhìn chung quanh. Xa xa tắt long biến thành long nhân hình thái, thu liễm ma pháp khí tức, tận lực giảm xuống chính mình cảm giác tồn tại. Hắn ngược lại là muốn nhìn đó là cái cái quái gì. Theo ma pháp trận nổi lên một trận gần sóng, một ác ma cẩn thận từng ly từng tí từ ma pháp trận bên trong nhô ra một cái đầu. Đây là một người dáng dấp có thể được xưng là anh Tuấn ác ma. Hắn lộ ra nửa người trên là làn da màu bạc, trắng chắc hữu lực cơ bắp. Nhiệt tình hai mắt nhìn xem y lị ti cùng ôm ni. Lại có hai cái như thế cực phẩm, ha ha, lần này ta kiếm lợi lớn. Ác ma xác nhận về sau từ ma pháp trận bên trong đi ra lộ ra toàn bộ khuôn mặt. Hơn 2 mét thân cao chỉ có thể coi là cỡ nhỏ ác ma, nhưng là ngũ quan rất giống nhân loại, phía sau là một đôi cùng loại áo choàng cánh. Trước hết để cho ta đến hưởng thụ một chút đi, cái này ác ma đại thủ hướng về y lị ti chụp tới. Nhưng là một đoàn bóng ma bao phủ lại hắn. Ân. Ừ. Ác ma hơi có vẻ cứng ngắc xoay người, chỉ gặp một cái khổng lồ hắc long trừng mắt một đôi con mắt màu đỏ tươi đánh giá nó. Loại cảm giác này thật giống như nhìn đồ ăn một dạng. Ngân mộng ma. Tác Long nhận ra loại này ác ma chủng loại. Bề ngoài cực giống một cái u ám xoái ca, mọc ra sừng nhọn cùng cánh dơi, phía dưới là chân thú. Bên hông đừng. Đối với một ít nhân loại tới nói thật rất đẹp trai. Nhưng là Tác Long không thích, bởi vì gia hỏa này trừ háo sắc thích cùng tê hữu hẹn hò bên ngoài cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chỉ là một chút cường đại ác ma khảo vấn quan hoặc là tê hữu. Rồng. Ngân mộng ma quá sợ hãi, nơi này không phải chỉ có hai cái chờ đợi chính mình sủng hạnh xinh đẹp giống cái sao tại sao phải có một cái hắc long hắn không nói hai lời mở ra cánh dự định bay vào triệu hoán pháp trận nhưng là tác long cũng sẽ không cho hắn cơ hội này một dưới móng vuốt đến liền đem ngân mộng ma ép đến trên mặt đất ngân mộng ma ý đồ dùng vũ khí của mình nanh vuốt công kích tác long nhưng là lực lượng của hắn quá mức nhỏ yếu cơ hội đối với tác long không cách nào tạo thành bất kỳ tổn thương một bên y lỵ ti trào phúng nhìn xem ác ma này thực lực này ngay cả mình đều đánh không lại còn muốn đối với nàng có ý tưởng. gia hỏa này ăn cùng không ăn hẳn là không cái gì khác nhau quá nhiều đi. tát long không chút nào che giấu dùng tiếng thông dụng nói ra. chớ ăn ta, ta hữu dụng, ta phi thường hữu dụng. ngân mộng ma cầu sinh năng lực rất mạnh, đối với địa ngục ác ma tới nói tiết tháo cùng tôn nghiêm tính là cái rắm gì. ta có thể thay ngươi chui vào xã hội loài người, đi tìm bất luận cái gì ngươi cần tài bảo, mỹ lệ giống cái, còn có nhưng là tác long vẫn như cũ bất phi sở động ánh mắt càng thêm nguy hiểm tôn kính hắc long đại nhân ta là ác ma lãnh chúa hồng viêm đại quân thủ hạ ác ma nếu như giết ta như vậy tác long không có lãng phí thời gian trực tiếp vừa dùng lực lập tức huyết nhục toái cốt từ trảo khe hở ở giữa chảy ra hắn có tâm linh cảm ứng năng lực có thể hơi cảm ứng thấp hơn bản thân hắn tồn tại sinh vật một chút cảm xúc gia hỏa này trừ vừa mới bắt đầu một câu phía sau cơ hồ toàn bộ đang nói láo giảng đạo lý nếu như hắn là nhân loại có như thế cái tinh thông chui vào Khảo vấn loại hình ác ma thủ hạ rất có lời mà lại gia hỏa này có cùng mị ma năng lực giống nhau có thể mê hoặc nhân loại tăng thêm bản thân trí thông minh không sai có thể làm cái mưu sĩ nhưng là hắn là hắc long bản thân liền là dị loại căn bản không dùng được những nhân loại này âm mưu quỷ kế quyền mưu loại hình tác long đem ngân mộng ma bánh thịt thi thể đặt ở bên cạnh dự định lần sau thịnh yến thử thời vận sau đó nhìn xem y lị ti nói ra tiếp tục y lị ti toàn thân chấn động nàng nguyên lai like coi là tác long triệu hoán ác ma là vì mặt khác không nghĩ tới đơn thuần chính là vì ăn, liên tưởng đến lần trước khen tái ma y lị ti trong lòng có bắn tỉa lông. Chương 97, Phán Hồn Ma Kỳ quái là tại y lị ti liên tục triệu hoán mấy lần sau đều không có lần nữa triệu hoán thành công. Tác Long Đại Nhân, bên này tự hồ không có khác, y lị ti đang muốn lúc nói đột nhiên một cái khổng lồ cánh tay từ ma pháp trận bên trong ló ra. Đây là một đầu tràn đầy màu xám lông dài cánh tay, phía trên còn mọc ra hàng quan lòe lòe móng vuốt. Cánh tay to lớn sờ tới sờ lui tự hồ đang tìm kiếm lấy cái gì y lị ti cùng ôm ni vội vàng tránh ra tránh qua tránh né cái này cánh tay tráng kiện vừa mới hưu y rõ ràng là từ nơi này tiến đến a làm sao không thấy một cái nói năng thô lỗ giọng nữ từ ma phát trận bên kia truyền ra tác long hiếu kỳ quan sát đến cánh tay này từ cánh tay này đến xem đối diện cái kia ác ma hình thể tuyệt đối nhỏ không được chỉ thấy đối phương sờ lấy sờ lấy liền mò tới một đoàn huyết nhục chính là trước đó cái kia ngân mộng ma thi thể đã bị tác long bóp nhìn không ra nguyên bản bộ dáng cánh tay kia sờ lên sau đó ngừng tạm tự hồ có chút không thể tin được. A a a. Là ai? Thế mà dám can đảm giết ta đồ chơi. Một đạo kinh khủng tiếng gào thét từ ma pháp trận bên trong truyền ra. Lập tức một cái cự đại sinh vật từ bên trong ép ra ngoài. Tiếp cận 9 mét thân cao, một bộ phi thường buồn cười mập mạp hình thái, thân thể tự hồ tựa như loài vượn cùng lợn rừng hỗn hợp thể. Nó thân thể cồng kềnh phía sau mọc ra một đôi hơi có vẻ thật nhỏ cánh, màu xám thể mau bao trùm toàn thân. Phán hồn ma Tác Long trong mắt tràn đầy vui mừng. Là ai dám can đảm giết chết ta yêu nhất? Ách. Đang lúc bạn hồn ma nổi giận đùng đùng dự định tìm kiếm giết chết nàng cái kia thân yêu ngân mộng ma địch nhân thời điểm. Tác Long cùng cái này phán hồn ma tới cái đối mặt. Phán hồn ma nhìn xem Tác Long thân ảnh khổng lồ kia trong mắt tràn đầy kinh ngạc, mà Tác Long trong mắt thì tràn đầy vui vẻ. "Rồng, là người giết chết ta thân ái nhất hưu y sao?" Phán hồn ma nhìn xem Tác Long dưới vút ngân mộng ma thi thể nói ra. "Có thể nói như vậy." Tác Long thừa nhận rất sảng khoái. Đáng chết. Phán hồn ma làm cỡ lớn tà ma cũng không sợ một cái hắc long. Cái kia ngân mộng ma mang cho nàng nhiều như vậy khoái hoạt, cái kia mỹ diệu thân thể thế mà biến thành một đám bùn nhão. Trống. Phán hồn ma phát ra một tiếng chói tai tiếng hô. Lập tức phe phẩy hai cái buồn cười cánh chim trực tiếp hướng về Tác Long đánh tới. Làm một cái phán hồn ma, nàng đã trải qua rất nhiều lần chiến tranh. Tại một lần đối ngoại trong chiến tranh nàng liền đối mặt qua một cái trưởng thành hắc long, lúc đó lực lượng của nàng cùng đối phương gần như không cùng nhau trên dưới chính là một chút long ngữ ma phát tương đối buồn nôn đối với hắc long thủ đoạn coi như hiểu rõ mặc dù cái này hắc long tướng mạo có chút không giống nhưng là nàng đối với mình có lòng tin tin tưởng nàng coi như không chiến thắng được cái này hắc long nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không thua tác long hứng thú hắn cũng duỗi ra long trảo đối mặt phán hồn ma lợi trảo phốc phốc phán hồn ma lợi trảo cùng tác long long trảo đối với ở cùng nhau trống phán hồn ma trực tiếp lui về sau mấy bước nàng cúi đầu nhìn xem móng vuốt của chính mình phía trên lợi trảo đều bị cắt đứt mà tác long long trảo thì không hư hao chút nào phán hồn ma ngưng trọng nhìn xem tác long cái này hắc long rất kỳ quái làm phán hồn ma nó đáng tự hào nhất chính là lực lượng cùng cận thân công kích nhưng là trước mắt đầu này hắc long lực lượng mạnh mẽ hơn nàng long trảo lực phá hoại cũng so với nàng càng thêm cường đại lần này không dễ chơi a à. bạn hồn ma không nghĩ tới chính là tìm chính mình pháo hữu thế mà lại gặp được một đầu kỳ quái như thế hắc long ngươi rất không tệ. Tắc Long nhìn xem chính mình trên vuốt rồng vết cắt nói ra. Mặc dù không có phá phòng, nhưng là Long trảo thế nhưng là trên thân thể của hắn tương đối cứng trắng bộ vị, thế mà bị vẽ một chút vết tích. Ngươi không giống như là Hắc Long. Phán hồn ma nói nghiêm túc. Ngươi tự hồ một chút đều không lo lắng an nguy của mình. Tắc Long nhìn cái này phán hồn ma bình tĩnh dáng vẻ cảm giác có chút kỳ quái. Chết thì chết, bị ngươi giết ăn cũng liền như thế, dù sao nên hưởng thụ đều hưởng thụ qua, huống chi ngươi cũng không nhất định có thể giết chết ta. Phán hồn ma không quan trọng nói. Giết chốc dục vọng, sinh lý dục vọng nàng đã sớm hưởng thụ đủ nhiều. Như vậy chúng ta liền thử nhìn một chút ta có thể hay không giết chết ngươi đi. Tắc lông trong mắt hung quang lóe lên. Vỡ tan. Lập tức phán hồn ma dưới chân hơn 50 mét phạm vi bên trong toát ra vô số cây gai đất. Phán hồn ma muốn bay lên nhưng là phá kỹ năng nứt còn có trì hoãn thuật hiệu quả. Nàng kia đáng thương cánh nhỏ bay nhảy mấy lần căn bản là không có cách bay lên. Lập tức bị gai đất trực tiếp đỉnh đi lên. Lúc này Tác Long đã xuất hiện ở phía sau nàng, cường tráng long trảo đối với phán hồn ma trái tim bộ vị tìm kiếm. Phán hồn ma dọa đến thân thể nổi gân xanh, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc phán hồn ma thân ảnh đột nhiên biến mất. Tác Long long trảo trực tiếp vô hụt. Hắn cẩn thận cảm giác chung quanh chấn động nguyên, vừa mới hắn đã nhớ kỹ phán hồn ma chấn động đặc tính. Lập tức nhìn về hướng nơi xa hơn 50 mét bên ngoài nơi hẻo lánh, phán hồn ma thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Tác Long kinh dị nhìn đối phương, đây là thoáng hiện. Gia hỏa này lại có tránh, chủ quan. Ngươi cái tên này. Phán hồn ma vừa mới nghĩ nói cái gì thời điểm tác long trực tiếp sử xuất ma pháp hỏa hệ. Bạo vi múa. Ầm ầm. 13 đầu to lớn hỏa long hướng về phán hồn ma bay đi, tác long nhân cơ hội này cẩn thận quan sát đến phán hồn ma. Mà phán hồn ma hú lên quá dị lần nữa bay ra ngoài, trực tiếp phá vỡ đại điện tầng cao nhất bay lên không trung. Nhưng là hỏa long vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, đối với hỏa long tới nói phán hồn ma tốc độ cũng quá chậm. Phán hồn ma cắn răng, dự định ngạnh kháng tác long ma phát hỏa hệ nhưng là lập tức một đạo màu lam điện quang thổ tức từ mấy đầu hỏa long phía sau nhanh chóng đánh về phía phán hồn ma phán hồn ma bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa sử dụng vừa mới cự ly ngắn truyền tống kỹ năng tránh qua tránh né tác long công kích mà nơi xa đuổi theo ra tới tác long rốt cục thấy rõ ràng phán hồn ma phát động loại này cự ly ngắn truyền tống thi phát động tác gia hỏa này tại phát động trước đó vuốt phải sẽ đặt tại ở giữa trán tâm bộ vị sau đó thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tại tác long lần nữa cảm giác bên dưới phán hồn ma thế mà đã xuất hiện ở trong cung điện nàng đối với ma pháp trận chuyển vận một bộ phận ma lực tiến hành ổn định xem ra nàng dự định trở lại ma pháp trận bên trong đi khá lắm dương đông kích tây khó trách gia hỏa này như thế không có sợ hãi nhưng là tác long sẽ không cho nàng cơ hội này hắn nhanh chóng bay đến trong đại điện sợ hãi ánh sáng phán hồn ma đang muốn phát động chính mình ma pháp mạnh mẽ nhất tạm thời đánh lui trước mắt đầu này hắc long thời điểm một tiếng chói tai long hống âm thanh đánh gãy nàng thể nội ma lực quỷ tích dẫn đến ma pháp không có phát động đi ra. Phốc phốc. Tắc long long trảo sau lưng đâm vào phán hồn ma trong thân thể nắm nàng trái tim. Lần này ngươi lại thuấn di một chút. Phán hồn ma cái kia cường đại sinh mệnh lực để nàng cũng không có lập tức chết đi. Ngươi cái tên này, thế nào lại là hắc long? Phán hồn ma trong miệng lớn chảy ra máu đỏ tươi. Mà tác long nhìn trước mắt miệng đầy miệng thối phán hồn ma trong lòng có một cái ý nghĩ. Chương 98, trồng trọt. Tác long trong miệng phun ra một cái vạn vẹo chi chủng, thuận phán hồn ma vết thương tiến nhập trong thân thể của nàng. Ngươi muốn làm gì? Phán hồn ma nhìn thấy vạn vẹo chi chủng sau lập tức cảm giác có chút trùng mình. Gặp vạn vẹo chi chủng đã tiến vào phán hồn ma thể nội sau tác long đem long trảo từ phán hồn ma trong thân thể rút ra. Lập tức tại ác ma cái kia cường đại tự lành năng lực bên dưới phán hồn ma thân thể trước vết thương bắt đầu khôi phục. Đối với một chút ác ma tới nói chỉ cần không phải tại chỗ xử lý bọn hắn, như vậy bị thương kiểu gì cũng sẽ từ từ khôi phục. Ngươi đối với ta làm cái gì? phán hồn ma rõ ràng thấy được loại kia quá dị đồ vật tiến nhập thân thể của mình không có làm cái gì chỉ là một cái tiểu lễ vật mà thôi đương nhiên ngươi cũng có thể thử tiếp tục chạy trốn tác long nói ra ta à, phán hồn ma mới không để ý tới biết cái này chút đang lúc nàng muốn tiếp tục hướng về bên trong ma pháp trận đi đến thời điểm đột nhiên một trận thống khổ từ trên đầu bao trùm đến toàn thân bộ vị phán hồn ma có loại dự cảm nếu như nàng thật tiếp tục hướng về bên trong đi đến sẽ phát sinh một loại nào đó chuyện phi thường đáng sợ ngươi đây là một loại khống chế thủ đoạn đi thân là phán hồn ma nàng tự nhiên có kiến thức dù sao loại chuyện này ác ma làm cũng không ít tác long đình chỉ thôi động phán hồn ma thể nội vạn vẹo chi chủng ngươi có thể cho rằng như vậy hắn không thèm để ý chút nào nói ra ngươi muốn thế nào phán hồn ma gặp tác long không có trước tiên liền xử lý chính mình cũng bình tĩnh lại mặc dù nàng không sợ chết nhưng là có thể còn sống cũng sẽ không đi tận lực muốn chết ngươi tới làm thủ hạ của ta vì ta săn bắt mặt khác ác ma đương nhiên ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt tác long không quan trọng nói để cho ta coi ngươi thủ hạ ngươi chẳng lẽ không biết giống ta loại này cường đại ác ma vậy ngươi liền đi chết đi tác long không đợi phán hồn ma nói xong cũng trực tiếp duỗi ra long trảo cắt đứt đối phương một cánh tay đồng thời bắt đầu thôi động vặn vẹo chi chủng phán hồn ma lập tức cảm thấy không lành nàng vừa rồi buông lỏng cảnh giác không có tránh thoát lần này nhìn xem tác long chăm chú dáng vẻ nàng vội vàng nói chờ chút ta đồng ý ha ha thật chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tác Long dễu cực nói. Phán hồn ma không biết Tác Long nói đến có ý tứ gì, nhưng là cũng minh bạch đối phương đang dẻo cực nàng. Ngươi nhiệm vụ thứ nhất chính là săn bắt một cái khác phán hồn ma, hoặc là ngươi dùng chính mình thay thế cũng có thể. Tác Long cầm vừa mới cắt đi phán hồn ma cánh tay vỗ vỗ trán của đối phương. Minh bạch. Kỳ quái là phán hồn ma cảm giác mình đối với trước mắt Hắc Long tự hồ không có quá nhiều điểm cừu hận, cái này giống như không bình thường. Ngươi tên gì? Tác Long tùy ý hỏi. Đại bỉ. Phán hồn ma nói ra. Ân. Ngốc bức. Tắc Long nhìn trước mắt lại như heo lại như con khỉ phán hồn ma nhẹ gật đầu, đúng là cái ngốc bức. Còn có gọi cái này. Bất quá Tắc Long nghĩ đến đã từng hỏi xa đạt nhĩ danh từ thời điểm cái kia hiểu lầm liền đại khái hiểu tự hồ ngốc bức không phải ngốc bức. Muốn hay không lập xuống kế ước. Phán hồn ma mang theo trào phúng nói. Vậy liền lập cái kế ước đi. Tắc Long mặc dù đối với vạn vẹo chi chủng có lòng tin, nhưng là vẫn quyết định lại thêm một lớp bảo hiểm. Ngươi, phán hồn ma đại bỉ lập tức có loại dời lên tảng đá đập chân mình cảm giác. Rất nhanh hai người liền dựng lên một cái khế ước, đại khái chính là phán hồn ma đại bỉ nhất định phải là tác long bắt được để hắn hài lòng ác ma. Sau đó tác long có thể xem tình huống giải trừ khống chế vân vân. Sau đó phán hồn ma bưng bít lấy tay cục đi vào ma pháp trận, đối với nàng tới nói lần này kinh lịch rất là ly kỳ. Tại ma pháp trận biến mất trong nháy mắt tác long nhắm mắt lại bắt đầu thông qua vừa mới cho phán hồn ma dưới tâm linh xiền xích cảm ứng đối phương nhưng là tiếc nuối là cũng không có cảm ứng được, giống như một đoàn mê vụ một dạng. Sau đó Tác Long tiếp tục cảm giác vạn vẹo chi chủng, mà vạn vẹo chi chủng lại có thể mơ hồ cảm ứng được một chút. Nhưng là tự hồ bởi vì là vượt qua vị diện quan hệ cũng không rõ ràng. Dù sao chủ vật chất vị diện cùng ngoại tầng vị diện cách xa nhau không biết bao nhiêu khoảng cách. Nhưng là Tác Long phát hiện hắn tùy thời có thể lấy khống chế vạn vẹo chi chủng để nó ở vào kích hoạt trạng thái, từ đó đạt tới giết chết mục đích của đối phương. Dạng này liền không sợ đối phương không tuân thủ ước định. Đối với Tắc Long tới nói lần này cho phán hồn ma trồng trọt vạn vẹo chi chủng so trực tiếp ăn đối phương muốn có lời một chút. Mặc dù ăn đối phương đằng sau khả năng thu hoạch được mới thiên phú. Nhưng là về sau còn muốn gặp được loại này tương đối lợi hại ác ma coi như không đơn giản. Phán hồn ma tựa như một viên hạt giống, hắn hy vọng viên này ác ma chủng con có thể kết xuất vô số trái ác quỷ. Để hắn ăn đủ. Mà lại vì để phòng vạn nhất hắn còn để lại đối phương một cánh tay. Nếu như phán hồn ma chết hoặc là không có trở về hắn hẳn là có thể thông qua cánh tay này thu hoạch được phán hồn ma đặc chất. Dù sao lần trước từ giác ma y đức lý tư nơi đó lấy được tâm linh cảm ứng thiên phú chính là ăn nó đi một bộ phân thân thể lấy được. Đồng thời tác long đối với ngoại tầng vị diện cũng tràn ngập tò mò, dù sao bảy tầng trời đường còn có chín tầng địa ngục cùng vực sâu không đáy vị diện đều ở nơi đó. Nơi đó thế nhưng là thần minh còn có cường đại ác ma cùng một chút mặt khác sinh vật chỗ ở. Lần này phán hồn ma chính là một cái cơ hội. Tác long đại nhân, ngay tại tác long suy nghĩ thời điểm mỹ toa cùng Omni ni còn có y lị ti đều đi tới tại mới vừa cùng phán hồn ma thời điểm chiến đấu tác long liền yêu cầu qua để các nàng không được nhúng tay y lị ti triệu hoán ma pháp trận còn có thể triệu hoán ác ma sao tác long trực tiếp hỏi tác long đại nhân có thể là có thể nhưng là khả năng triệu hoán không ra giống vừa mới loại kia tương đối cường đại ác ma bởi vì cái kia ác ma đã cùng ngài đã đạt thành một loại khế ước cho nên triệu hoán pháp trận này chính là nàng chuyên dụng mà lại thuộc hạ ma lực còn không có khôi phục, y lị ti đê mi thuận nhãn nói. Vậy trước tiên đi xuống đi. Mỹ toa lưu lại. Tắc Long nhìn một chút bên cạnh ma pháp trận biến mất địa phương nói ra. Xem ra chính mình ác ma vườn rau xanh còn không thế nào hoàn thiện, từ từ sẽ đến đi. Một ngày nào đó chính tầng địa ngục đều sẽ trở thành chính mình vườn rau xanh. Hiện tại hay là trước hưởng thụ một chút sinh hoạt đi, dù sao xấu như vậy phán hồn ma đều có một cái ngân mộng ma tướng bạn. Tắc Long lập tức biến thành Long nhân dáng vẽ đi qua dắt Mỹ toa tay. Y Lệ Ti cuối người rời khỏi nơi này, ông Ni cũng chưa đi. Nàng cắn môi một cái nhìn một chút Tác Long tốt đẹp toa bóng lưng, có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn ảm nhiên lui xuống. Tác Long liếc mắt ông Ni rời đi địa phương lắc đầu, trốn không thoát. Nhìn nhìn lại Mỹ Toa, hôm nay Mỹ Toa xuyên qua kiện màu đen váy liền áo, tóc dài màu trắng đến eo, eo thon nhìn qua lộ ra trước ngực lung lay sắp đổ. Da thịt trắng nõn cùng váy màu đen hình thành sự chênh lệch rõ ràng, khiến cho làn da của nàng càng thêm trắng nõn trọng yếu nhất chính là hôm nay nàng là song đuôi ngựa. Cái này khiến Tắc Long trong lòng càng thêm lửa nóng, hắn trực tiếp đem Mỹ Toa ôm vào trong ngực. Cảm thụ được Mỹ Toa hô hấp, vuốt ve trong ngực mềm mại. Tắc Long cảm giác giờ khắc này rất thoải mái. Chương 99, hiện trạng. Tắc Long đại nhân, sau đó mục tiêu của chúng ta là cái gì? Trong cung điện Tắc Long biến thành Long nhân hình thái ngồi tại khổng lồ trên ghế. Mỹ Toa đỏ bừng cả khuôn mặt bị hắn ôm vào trong ngực các ngươi trách nhĩ tinh linh chỗ vùng địa vực này chung quanh còn có cái gì khác tương đối cường đại chủng tộc sao tác long vuốt ve hai cái mềm nhũng lỗ tai thỏ hỏi chung quanh có rất nhiều chủng tộc nhưng là từ khi chúng ta trách nhĩ lại tới đây về sau bọn hắn liền liên hợp đối với chúng ta rất là căm thù y lị ti nhỏ giọng nói ra ta cần chung quanh tình báo tác long phủi nàng một chút tuân mệnh chủ nhân của ta y lị ti đột nhiên đối với tác long liếc mắt đưa tình bất quá có mỹ toa trong ngực để tác long một mực trải nghiệm lấy ôn hương nhuyễn ngọc cảm giác hắn ngược lại là không có gì đặc biệt ý nghĩ. Đi xuống đi. Tác Long lạnh lùng đuổi đối phương. Y Lệ Ti nhìn một chút Mỹ Toa cuối cùng lui xuống. Tác Long đại nhân, May A à trước đó nói qua cái này Y Lệ Ti giống như không có ý tốt. Mỹ Toa gặp Y Lệ Ti đi sau từ Tác Long trong ngực nhô đầu ra nói ra. Ta hy vọng nàng không có lòng tốt. Tác Long vừa cười vừa nói. Hữu tâm linh xiền xích giám thị, vạn vẹo chi chủng khống chế, hắn ngược lại là muốn nhìn gia hỏa này có thể hay không cho hắn một kinh hỉ ta phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi đoạn thời gian này liền cùng ôm mi đợi cùng một chỗ. Tác Long đứng lên sờ lên Mỹ Toa cái trán. Dù sao cũng là chính mình cái thứ nhất bạn lữ, hắn hay là rất để ý. Tác Long đại nhân ta minh bạch, ngài phải chú ý an toàn. Mỹ Toa cũng đứng lên. Nàng hiện tại một trái tim đã toàn bộ đặt ở Tác Long trên thân, nàng không biết tương lai là thế nào, nhưng là hiện tại nàng rất vui vẻ. Tác Long không có nói thêm nữa, khôi phục bản thể sau bay ra đại điện hướng về trên mặt đất bay đi đang phi hành sau một thời gian ngắn tác long bay đến nguyên lai xanh đủ long xà động cuộc kia bên trong. Lúc này trong co sơn động hùng nhị còn tại nằm ngáy o o. Bên cạnh hắn đều là dùng đất đá chế tạo cứng trắng vách đá. Mà tác long căn cứ tâm linh xiền xích cùng cảm giác chấn động biết rất nhanh liền khóa chặt hùng nhị vị trí. Hắn vô thanh vô tức một móng vuốt phá vỡ hùng nhị tầng kia vách đá. Cùng bắt mèo con một dạng nắm lấy hùng nhị sau cổ áo đem đối phương xách ra. Gấu ngốc, có nhớ ta hay không? Tác long nhìn xem quá sợ hãi hùng nhị hỏi hống 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 hùng nhị bỗng nhiên bị dạng này cầm ra đến lập tức có chút thất kinh nhưng nhìn đến tác long dáng vẻ sau lập tức yên tĩnh trở lại bộ dáng nhìn qua có chút ủy khuất tác long không nhìn đối phương bộ dáng ủy khuất một cái diện mục giữ tận liệt địa gấu làm vẻ mặt như thế có chút buồn nôn hùng nhị ngươi phòng ngự này pháo đài là không được ngươi nhìn ta một móng vuốt liền phá vỡ nếu quả như thật có người xâm nhập ngươi còn không tại chỗ ở ra rắm tác long an ủi hùng nhị bị tác long phóng tới trên mặt đất sau sờ lên sọ não của chính mình tựa như là dạng này a à. Thác long một móng vuốt liền phá vỡ vách đá phòng ngự như vậy địch nhân khác hẳn là cũng có thể lời như vậy xác thực không có cái gì cảm giác an toàn a à. Thác long đem một cái vạn vẹo chi chủng vô thanh vô tức bỏ vào hùng nhị trong thân thể tốt ngươi tiếp tục trông coi đi tắc long nói xong bay ra ngoài rời đi động cuộc này hắn lần này đi ra thế nhưng là có rất trọng yếu mục đích lần này hao phí khí lực lớn như vậy cũng liền đạt được thế giới dưới lòng đất trác nhĩ tinh linh hai tòa tinh kim khoáng thạch trận nhưng là hai cái này tinh kim khoáng thạch khoáng mạch đã bị trác nhĩ bọn họ khai thác một đoạn thời gian cho nên số lượng dự trữ vô cùng có hạn cộng lại thậm chí còn còn kém rất rất xa trước đó ma thiết khoáng mạch cái này khiến tác long dị thường nổi nóng cũng coi như biết mình lúc đương thời cỡ nào tốt vận khí mới có thể liên tục đạt được hai tòa cỡ lớn khoáng mạch tăng thêm hiện tại có thực lực hắn quyết định trở về cầm lại chính mình khoáng mạch thuận tiện tìm tiếp đã từng cừu địch dù sao hắn nhưng là thù rất dai ốc nhĩ thản gia tộc và kia cái gì đức ngươi vương quốc hắn đều muốn lấy lại danh dự khả năng bọn gia hỏa này cũng sẽ không dự liệu được chính mình lại nhanh như vậy liền trở lại đi tác long ác thú vị nghĩ đến dù sao cự long sinh trưởng chu kỳ thế nhưng là tương đối dài một trăm tuổi mới trưởng thành cho nên cự long báo thù một trăm năm không muộn mà chính mình bây giờ cái này hình thể đã là trưởng thành cự long tác long tiếp tục hướng về đã từng tới phương hướng phi hành đang phi hành đại khái chừng nửa ngày thời gian sau tác long đi tới lạp nhĩ thể nạp dãy núi nơi này tùy tiện giết chết hai cái không biết sống chết ma thú nhét đầy cái bao tử sau tác long trong lòng một trận hào khí tác long biết mình lại thuận lạp nhĩ thể nạp dãy núi bay thẳng đến đi hẳn là liền có thể tiến vào ngay lúc đó lạc nhật trừng rậm cùng lúc đó nắm khăn khoáng thạch mạch dưới đáy một chỗ rộng lớn trong đường hầm độc nhãn cự ma sa đạt nhĩ đang ngồi ở trên một tảng đá lớn mặt đường hầm trên vách đá khảm nạm lấy một chút nắm khăn thạch lộ ra yếu ớt tia sáng màu vàng thủ lĩnh trong khoảng thời gian này chúng ta thu hoạch đồ ăn càng phát khó khăn mà lại suýt nữa bị những nhân loại kia phát hiện, nếu không, một cái xâm lâm cự ma nhìn trước mắt Sa đạt nhỉ. Ta biết ý của ngươi, nhưng là nếu tác long đại nhân đã đem địa tinh cùng cẩu đầu nhân thu làm thân thuộc của chính mình, như vậy chúng ta liền không thể lại đem bọn hắn nhìn thành đồ ăn, nhất là ở thời điểm này. Mà ta không muốn được nghe lại bất luận cái gì loại này ngôn luận. Sa đạt nhĩ trong độc nhãn lộ ra hung quang. Lúc đó bởi vì rút lui tương đối vội vàng, cho nên rất nhiều thứ không có mang tới. Nhất là đồ ăn. Bởi vì bên ngoài nhân loại binh sĩ một mực tại đóng giữ, cho nên tìm kiếm thức ăn biến dị thường gian nan. Sa Đạt Nhĩ kỳ thật không sợ cùng nhân loại binh sĩ chiến đấu. Nhưng là bọn hắn ác trăng bộ lạc còn có những cái kia địa tinh cẩu đầu nhân đều tại nắm khăn khoáng thạch mạch bên trong tránh né. Nếu quả như thật vì một chút đồ ăn bại lộ nơi này như vậy không thể nghi ngờ sẽ phát sinh hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Dù sao tại Sa Đạt Nhĩ trong lòng Tác Long là nhất định sẽ trở về, một chút xâm lâm cự ma không quá lý giải Sa Đạt Nhĩ ý nghĩ. Dù sao lúc đó nhân loại thế lớn, Hắc Long rõ ràng không phải là đối thủ. Nhưng là Sa Đạt Nhĩ thế nhưng là tự mình gặp qua Tác Long cái kia khủng bố đến cực hạn trưởng thành năng lực. Hắn tin tưởng không cần bao lâu thời gian Tác Long liền sẽ trở về, cho nên trong khoảng thời gian này hắn một mực tại nơi này. Địa tinh thủ lĩnh Duy Khắc Tư cùng cẩu đầu nhân thủ lĩnh đạo cách cũng đều ở chỗ này. Bọn hắn cũng một mực tại hướng phía dưới khai thác khoáng mạch. Ở phía dưới bọn hắn phát hiện một đầu sông ngầm dưới lòng đất, bên trong có một ít phát sáng cá loại hình sinh vật. Bởi vì địa tinh cùng cẩu đầu nhân số lượng cũng không nhiều, cho nên miễn cưỡng có thể duy trì không chết. Chương 100, Sa Rông dự định. Đạo cách thủ lĩnh, có chút xâm lâm cự ma bây giờ nhìn ánh mắt của chúng ta đều không đúng, hầm mỏ chỗ càng sâu địa tinh cùng cẩu đầu nhân đều trốn ở chỗ này. Cẩu đầu nhân thủ lĩnh đạo cách gặm một đầu cá sống. Bên cạnh địa tinh thủ lĩnh Duy Khắc Tư vẻ mặt buồn thiêu nói ra. Hắn cảm giác phản phất lại trở lại quá khứ trở thành xâm lâm cự ma ăn thịt khi đó. Đạo cách trầm mặt một chút tiếp tục nói. Duy Khắc Tư, ngươi chờ chút cùng đi với ta gặp Sa Đạt Nhĩ, thuận tiện mang chúng ta lên một nửa đồ ăn. Đạo cách, ngươi đây là, Duy Khắc Tư một mặt mộng bức. Duy Khắc Tư ta hỏi ngươi, ngươi tin tưởng chân long đại nhân sẽ trở về không? Đạo cách nhìn xem trước mặt địa tinh. Khẳng định sẽ trở về a, à, không phải vậy chúng ta một mực đào quán làm gì? Duy Khắc Tư chém đinh chặt sắt nói. Bởi vì con hắc long kia thật rất đặc thù. Đã ngươi đều cho rằng như vậy, như vậy sa đạt nhĩ khẳng định cũng cho là như vậy. Ha ha. Mà lại đồ ăn chỉ là chuẩn bị ở sau, ta tin tưởng Sa Đạt Nhĩ sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Đạo cách đem cá liên thứ mang thịt ăn hết sau đứng lên. Ta đi chung với ngươi. Duy Khắc Tư cắn răng quyết định tin tưởng nói nghiên cứu. Đạo cách lộ ra đã sớm biểu tình như vậy, phân phó thủ hạ mang theo tồn trữ lên một chút đồ ăn đi tìm Sa Đạt Nhĩ. Trên đường đi đạo cách nhìn xem chung quanh những cái kia cường tráng xâm lâm cự ma nhưng trong lòng thì một chút đều không hoảng hốt, mà sau lưng Duy Khắc Tư bị dọa đến nơm nớp lo sợ. Mà Sa Đạt Nhĩ thì thật bất ngờ bọn hắn đến bất quá hắn hay là tiếp kiến bọn hắn. Sa đạt nhĩ thủ lĩnh. Đạo cách, tại lúc trước thu hồi khoáng mạch thời điểm ngươi thế nhưng là lập công lớn. Sa đạt nhĩ độc nhãn nhìn chầm chầm trước mắt đạo cách. Sa đạt nhĩ thủ lĩnh, hôm nay ta đến chỉ có một cái mục đích. Đạo cách không sợ hãi chút nào nhìn chầm chầm trước mắt cao hơn hắn lớn hơn nhiều sa đạt nhĩ. Ngươi cho là tác long đại nhân có thể hay không trở về. Như vậy ngươi cho là thế nào? Sa đạt nhĩ trong mắt có nguy hiểm quan mang. Khẳng định sẽ trở về đạo cách chắc chắn nói. Ha ha ha, đạo cách, ngươi biết thôi, nguyên lai ta rất xem thường các ngươi, nhưng là hiện tại ta thật bội phục ngươi. Yên tâm đi, về sau chúng ta chính là huynh đệ tốt nhất, ta sẽ ước thúc những tộc nhân kia để bọn hắn không đi quấy rối các ngươi, dù sao mọi người chúng ta đều là tác long đại nhân thân thuộc. Sa đạt nhĩ sản khoái nói. Mà một bên duy khắc tư lại có điểm mộng, cái này thành công, ngay cả đồ ăn đều không có lấy ra đâu. Bên này Tác Long đang phi hành sau một thời gian ngắn rốt cục đạt tới trước đó ác răng bộ lạc chỗ doanh địa tại một chỗ cao cao trên vách núi tác Long nắm chặt hai cánh rơi vào phía trên. Phía dưới chính là ác răng bộ lạc ngay lúc đó doanh địa. Nhìn kỹ lại nơi này tự hồ đã bị cải tạo thành một kẻ nhân loại cứ điểm. Thỉnh thoảng còn có một số thư thất nhân loại binh sĩ đi vào đi ra. Cảm giác chấn động biết. Tác Long bắt đầu cẩn thận cảm giác trong doanh địa tất cả chấn động nguyên. Dù sao nhân loại tiếng tim đập đối với có được cảm giác chấn động biết tác Long tới nói quá rõ ràng. Đơn giản chính là trong hắc ám đèn sáng. Hết thảy 139 cái chấn động nguyên, đó chính là 139 cá nhân. Về trước thu một chút lợi tức đi. Tác Long con mắt màu đỏ tươi nháy một cái, lập tức bay lên. Hắn muốn cho những nhân loại này binh sĩ một cái kinh hỉ lớn. Để bọn hắn mở mang kiến thức một chút kiếp trước máy bay ném bom. Tác Long bắt đầu hướng về không trung phi hành, càng bay càng cao, cuối cùng đạt tới không sai biệt lắm hơn 1.000 mét không trung. Bạo viêm đạn. Chỉ gặp hai mươi mấy cái to lớn bạo viêm đạn tại tác long chung quanh thân thể dần dần thành hình. Đất đá thuật gặp hỏa cầu đều thành hình sau tác long bắt đầu điều động chung quanh ma pháp thổ hệ nguyên tố từng khối đường kính năm sáu mét đất đá bắt đầu thành hình như vậy thì chuẩn bị nên đón kinh hỉ đi nguyên ác trăng bộ lạc trong doanh địa một cái vóc người cao lớn áo giáp màu trắng nam tử ngay tại ăn trên bàn thịt nướng mã đức đem chất béo mập nhất lấy quản nhiệm vụ giao cho duy lạc tên ngu xuẩn kia mà để cho ta tới nơi này đóng giữ quét dọn cái gì xâm lâm cự ma tướng quân không cần để ý những này lấy ngài địa vị đã không cần đến những cái kia phá khoáng thạch đến gia tăng công tích thủ hạ một tên lính quèn lấy lòng nói ra ngươi biết cái gì đây chính là trước nay chưa có số lượng dự trữ không phải bình thường khoáng mạch có thể so sánh ân trên trời đó là cái gì thái dương rất xuống sao đột nhiên một sĩ binh ngẩng đầu nhìn trên bầu trời mấy chục cái đại hỏa cầu nghi ngờ nói ra địch tập bạch khô giác tướng quân vừa mới nói xong câu đó đã chậm ầm ầm mười mấy cái cự thạch mang theo trọng lực tăng tốc độ trực tiếp rơi xuống phía dưới đem mặt đất ném ra to lớn vô cùng cái hố, trong lúc nhất thời tử thương vô số. Theo sát lấy phía sau bạo viêm đạn cũng tại trong doanh địa nổ tung lên. Tác long ma lực vô cùng sung túc, cho nên ngưng tụ bạo viêm đạn uy lực càng là cường hãn. Bạo viêm đạn cùng hỏa cầu thuật khác nhau lớn nhất là bạo viêm đạn là sẽ bạo tạc. Liền cùng tác long kiếp trước loại kia lựu đạn mini một dạng. Nhưng là ma pháp sinh ra hỏa diễm tự nhiên không phải những phàm hỏa kia có thể so sánh được. Tác Long nhìn xem phía dưới trở thành một vùng biển lửa trong doanh địa tâm không vui không buồn xem ra chính mình cái này máy bay ném bom hay là thật hợp ô hắn rơi xuống trong doanh địa thuận tiện một móng vuốt giúp một cái bị đất đá ngăn chặn binh sĩ giải thoát rồi thống khổ tác long từng bước một cứ như vậy đi tới đã từng chính mình sơn động nơi đó bắt đầu ngừng chân một đoạn thời gian ra đi côn trùng tác long nhìn xem dưới chân một tảng đá lớn nói ra ầm ầm cự thạch bị sốt lên một cái áo giáp màu trắng cường tráng nam tử điên cùng hướng về nơi xa bỏ chạy tác long một móng vuốt đánh bay cái này áo giáp màu trắng nam tử mà đối phương thì mượn nhờ nguồn lực lượng này tại bỏ ra phun một nguồn máu tươi đại giới sau biến mất tại nơi xa. Mà Tác Long nhìn đối phương bóng lưng không có truy kích, mục đích của hắn đã đạt đến. Tác Long bắt đầu giống bắt côn trùng một dạng dọn dẹp những cái kia tránh thoát đánh nổ kẻ may mắn. Đang chấn động cảm giác thiên phú bên dưới những binh lính này không chỗ che thân. Đang lợi dụng ma pháp quyển trục chạy trốn áo giáp màu trắng nam tử trong lòng sợ hãi một hồi. Đáng chết, chính mình làm sao lại bị rồng tập kích? Nghe nói lúc đó gia tộc vây quét một đầu hắc long nhưng là bị nó chạy trốn không phải là đầu này đi. Làm sao xui xẻo như vậy? Không phải nói đối phương chí ít 50 năm bên trong cũng không dám lại đến sao? Thật sự là cậu thí kết luận. Tại hắn thời điểm chạy trốn nhưng không có chú ý tới mình trong thân thể đã tiến nhập một cái kỳ quái màu đỏ vật nhỏ. Nói như vậy lấy thực lực của hắn vạn vẹo chi chủng ký sinh là sẽ phát giác được. Nhưng là tại liên tục đã trải qua doanh địa toàn diệt còn có hắc long sau khi xuất hiện hắn đã kinh hoảng tới cực điểm. Đương nhiên sẽ không để ý những thứ này.